Khẩn, tìm người đến ba quán karaoke hoạt động chui có nhân viên nhiễm sát COVID-2. Lực lượng chức năng đang tìm người đã đến ba quán karaoke, Diamond, Royer và Ngọc Lan trên địa bàn xã Đông Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội. Từ ngày mùng 6 tháng 11 đến ngày mùng 9 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Ba Vì, Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người đến ba quán karaoke, Diamond, Royer và Ngọc Lan ở xã Đông Thái từ ngày mùng 6 tháng 11 đến ngày mùng 9 tháng 11 để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Chính quyền địa phương nhận thông tin về việc có ca dương tính sát cov 2 là người ở tỉnh Phú Thọ đến làm nhân viên phục vụ tại ba quán karaoke. Ngay sau đó, địa phương đã truy vết, khoanh vùng và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch. Đáng chú ý, ba quán karaoke này đã lén lút hoạt động dù theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại. Bước đầu xác định chủ cơ sở đã hoạt động chui trong vài ngày gần đây. Họ hoạt động theo kiểu du kích đón khách hát một vài tiếng rồi nghỉ chứ không tiếp đón khách cả ngày. Chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm của các chủ cơ sở này. Do các chủ quán thuộc diện F1 nên đang phải cách ly. Khi hết thời hạn cách ly, xã sẽ tiếp tục làm việc để xử lý theo quy định. Sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, huyện Ba Vì đã yêu cầu khối học sinh lớp 9 của xã Đồng Thái và xã Vạn Thắng tạm dừng đến trường. Trước đó, huyện Ba Vì là vùng xanh, không xuất hiện thêm ca F0 nên đây là địa phương duy nhất được thành phố Hà Nội cho phép đón học sinh trở lại trường, bắt đầu với khối lớp 9. Ngày 11 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận 146 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 19 ca tại cộng đồng, 107 ca tại khu cách ly và 20 ca tại khu phong tỏa. Cộng dùng số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 5.612 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.175 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.437 ca.